Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa hữu tình, vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa bốn tịnh lự nên lìa hữu tình, vì lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa tám giải thoát nên lìa hữu tình, vì lìa tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa bốn niệm trụ nên lìa hữu tình, vì lìa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không nên lìa hữu tình, vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa bậc cực hỷ nên lìa hữu tình, vì lìa bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nam thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa năm loại mắt nên lìa hữu tình, vì lìa sáu phép thần thông nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa mười lực Phật nên lìa hữu tình, vì lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất nên lìa hữu tình, vì lìa tánh luôn luôn xả nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết nên lìa hữu tình, vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni nên lìa hữu tình, vì lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu nên lìa hữu tình, vì lìa quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa quả vị độc giác nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí nên lìa hữu tình.